và đáng sưu tầm cả nhà. Nó nhạo cốt cành hết trơn của chú anh chị ơi, nó như một cái nón lá thu nhỏ nha. Cái này tứ quý chơi không lại rồi, nhìn xa tưởng tứ quý không á, đâu biết đâu. Cái này nhìn ghế nó cắm xuống nha, lên gông cái này nó nằm nó lên gông bao đẹp cái này luôn, ủ đều hết trơn luôn ha. Mà đặc biệt là cái rễ nó giống như 4,5 nha, cây đế đẹp chiều kia. Cao là 68. Hôm nay em quay được cây này em khoái quá cả nhà. Trời ơi nó tròn cây này ưng ý lắm chứ, như cái mặt bàn luôn ha, cái tàn của nó như là một chiếc nón kỳ diệu luôn á. Quá đẹp, quá đẹp, đặc biệt là cái cốt của dưới chị cô chú anh chị xem cái cốt rồi ha. Để em lia cái cốt cho cả nhà mình xem ha. Em chào cô chú anh chị mình đã đến kênh của em ha. Thì ngày hôm nay em tiếp tục đến cùng mai của chị Ngân cô chú. Dạ hôm nay á thì chị Ngân có lên một số cái mặt hàng mai cho cả nhà mình sưu tầm ha. Mong là cô chú anh chị mình xem clip mình ủng hộ bên vườn nha cô chú ơi. Dạ em chào chị Ngân luôn nha. Rồi em xin chào chị ha, rồi xin chào tất cả cô chú anh chị vàng cả nước ha. Hôm nay em quay trên clip á lên một số giống mai như là siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn ha, nhiều toàn giảo nhĩ ha. Còn là những cái hàng dạ mùa cho mình chưa tới 2025 ha. Rồi đầu clip hôm nay em lên mã số B1 cô chú anh chị mình này. Đây một lạng cây siêu bông Sài Gòn kìa. Dạ. Trời ơi cái này ở ngoài cái viên dáng hết sức luôn. Nó cuộn tròn thấy cưng nha cả nhà. Cứng bầu luôn. Cây quá đẹp. Nó có cái lỗi này xíu nhỏ lắm không sao chứ anh chị mình nó đang liền từ từ. Trong cái quá trình mình nuôi của chú anh chị nắng nó táp vào. Nó đang liền từ từ nó kéo như nhựa rồi nè. Rồi. Cái này bao mạnh khỏe cho mình, Tết này là ba mùa nhưng coi cốt như nè. Quá là trật cốt. Cái này thì tàn nó rất là đẹp hết cô chú. Siêu bông Sài Gòn quên nữa chứ. Siêu bông Sài Gòn cái hàng già mùa ha. Mỗi nắp lá là em bao hàng cho mình là nụ kim nó lên đặc gật luôn nha. Dạ. Bao đẹp. Vậy gọi hoành được 22 đúng ạ? 22 hoành luôn. Cũ của nó là được 52. Dạ. Yeah. Chiều cao là được 75. Tán ngang 75 luôn. Rồi. Yeah. Rồi cái này giao lưu mình với 2 triệu em bao phiếu chứ anh chị mình. 2 triệu nha cả nhà ơi. Bao đẹp đường này thân quá đẹp. Rồi mã số tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là mã số B2 của chú anh chị mình này. B2 là một cái giảo nhĩ ha. Rồi một siêu phẩm. Trời ơi, cái hàng này nút nụ nó lên nè. Còi còi chứ nút nụ vui lắm chị ơi nè. Cái này Tết này nó nở chuỗi nha chú chị mình. Nè chị Ngân nè nè, đây nụ mập nè. Trời ơi, em ấn tượng nhất là cái bộ đế nha cả nhà. Bây giờ dễ gì kiếm những cái hàng. Cái này gốc tứ quý của chú anh chị mình nè, bao đẹp cái này luôn ha. Dạ. Quá đẹp. Cái này còn thiếu cái chậu thôi nha cả nhà. Đúng rồi. Quanh là được 26 nè. Ồ cái bộ đế nó đã. Cái củ nở của nó là được 52 của chú anh chị mình nè. Dạ. Trời ơi, tổng đế nó 118, bao đẹp cái này luôn, đang nằm trong chậu 4,5 nha. Cây đế đẹp. Chiều cao là 68. Tán ngang là được 59. Cái này quá đẹp, cái này luôn gốc tứ quý nha chú chị mình. Như này còn đế nè, tại chưa khách hết ha. Cái ụm tay của chú chị quá. Rồi, cây gốc tứ quý mã số B2 này giao lưu mình với giá là 7,3 triệu em bao phí nha. Dạ. Cây quá đẹp cả nhà ơi, chú tham khảo nha. Rồi, một siêu phẩm nữa nè cả nhà. B3 của chú anh chị này. Một B3. Cây siêu bông Sài Gòn cái phô dưỡng nha. Đặc biệt là cái tặng này siêu VIP luôn. Trời siêu ơi, cái kẹo tàn luôn. Không thể tưởng tượng. Tết nay là 4 mùa nha chú chị mình. Dạ, quá đẹp của chú anh chị mình ơi. Lúc mới ra sông Sài Gòn là em ghép tới giờ ha, chú anh chị xem nè. Mỗi đất lá là mỗi nụ kim nè. Ờ, nay em quay được cây này em khoái quá cả nhà. Trời ơi, nó tròn của cây chú này chị em ý lắm của chú anh chị. Như cái mặt bàn luôn ha. Cái tàn của nó như là một chiếc nón kỳ diệu luôn á. Quá đẹp. Quá đẹp. Đặc biệt là cái cốt của dưới chị, cô chú anh chị xem cái cốt nè. Để em lia cái cốt cho cả nhà mình xem ha. Bao xịn xò luôn cốt. Trời ơi nè. Trời ơi, nó đều chứ. Y gan như là cái mình lọt cái nón lá vậy chứ. Và cô chú anh chị ơi, thì cái hàng già mùa nên hoa nó rất là chuẩn nha cô chú anh chị coi nè, cái cốt nhỏ nè. Luôn nha. Cái cốt nhỏ so ngón tay của em nó nhỏ. Cái ngón tay nhỏ hơn cốt nhiều nha cô chú anh chị. Dạ cái cốt đầu mà cô chú anh chị nó bự lắm nha cả nhà đó. Không, cốt đầu bên đây nè. Đó. Cốt đầu bên đây nó bự. Trời ơi cái cốt giả mang. Một cái nhánh bự như thế này nó chia ra hai nhánh nhỏ lên nè. Da sần sủi tên nè. Cái này có đế nha chú anh chị mình, tại không có khác đế lên ha. Nhìn nó giống như đế thú quá chị ơi. Coi quá đẹp luôn. Cái này là bao VIP luôn. Cái này là đế thì không lắm. Giữ nhưng mà tàn rất là dữ luôn. Cái này Tết chân cái thứ gì chưa nổi chú anh chị mình ơi. Hoành thân là được 29 ạ. 29 hoành. Cái này đang nằm trong chậu 5,5 nha chú anh chị mình. Dạ. Quá tải cái chậu luôn. Cái đẹp mà nhỏ hơn cái tàn nhiều luôn. Chiều cao được 83. Ừ. Tán ngang của nó là được 1m15 của chú anh chị mình. Dạ. Thân chị Hoành ngăn căng giùm em chị. Cái lọn này không đó. Rồi, thẳng ra bên kia đi. Thẳng luôn. Rồi, hết sức chưa? Rồi. 1m15 của chú anh chị mình nè. Đúng 1m15 hay cả nhà. Cái này bao đẹp luôn nè. Quá xuất sắc. Rồi, cái siêu bông Sài Gòn này giao lưu mình với giá 5,2 triệu ngàn.
em giao xe khu vực Vũng Tàu lại ha. Dạ. Tại cây này á, nói chung là em cũng muốn giao xe gần gần ha, để mình giữ được nguyên phong tàn của chú anh chị mình. Chứ em đóng kiện cỏ đi vẫn được, mà ớt có tàn vô về tàn những hơi xấu nha. Dạ đúng rồi. Cái này đi khu vực miền Nam là bao đẹp, để phong tàn thì mình cứ mình quấn lưới lên là mình đi bao đẹp. Dạ. Rồi cô chú ơi, em qua mã ha, cô chú tham khảo nha. Bê ba. Mã số B4 hay cả nhà. B4 của chú anh chị này. Một cây siêu ong mình lỡ ghép phôi dừa ha, cây này xù nhưng chú anh chị mình. Ôi nó lực lưỡng trời vô ơi, cùng cái ha. Cái này ở ngoài bao đẹp. Cái này hình thú nè cả nhà. Quá đã luôn cô chú anh chị ơi. Làm cho chú 6 chị ha. Dạ, bự luôn. Năm rưỡi là chú 6 mình á. Cái này ghép cũng lâu hả chị ha? Cốt hay bự quá. 6 tháng chị, bao hàng này rất đủ lớn trơn nè. Dạ cô chú. Nói em rõ nụ cả nhà mình xem nha, thì là bao giống hàng mà bao này tết luôn. Lên sần. Này xù tự nhiên nha cả nhà. Này nó muốn chảy ra nè. Đó. Nhỏ 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 hết trơn nha. Ta hoành. Hoành hơi bị bự luôn á. Hoành là được gì chưa? 40 hoành chứ anh chị mình nè. Dạ 40 hoành hết cả nhà. Đó. Rồi tổng đo cái củi đặt của nó thôi, khỏi đo chân cẳng này không chứ anh chị. Ừ. Đây. 92. Quá trời ha. 92 là em đo tổng thôi chứ cái này mà khỏi nó bỏ chân nó bỏ thêm một cái chân nữa hả chị ơi. Xuất sắc luôn chị ơi. Cái này luôn. Nó khéo con cái gì chứ. Cái rễ nó khó dính lắm, mà cái này đặc biệt là cái rễ của nó nãy dính luôn, nãy rễ chứ phải thân luôn chứ anh chị mình. Nè cô chú, mà nó kéo cái da lại á. Cái rễ chứ nó mà nó còn mạnh vậy. Chiều cao là 57. Tán ngang là 77. Ừ. Rồi cái này vô luôn mình với giá là 6.8 triệu bao phí của chú anh chị mình nè. Dạ 6.800.000 của chiếc chú. Chiếc xe khu vực Vũng Tàu lại. Rồi mình cái này là bao đẹp cho mình luôn. Tết mình có con thú này mình chơi. Con cóc sao mà nó già thằng da chang vậy luôn nha. Nó lên tới đây. Dạ. Nó luôn li ti hết trơn cả nhà, lên giá hết trơn nha. Và nút nụ rất là ok la cho cả nhà. Bao đẹp cái này luôn. Đó. Quay gần gần là nút nụ nó nhầy của chú anh chị mình ha. Cốt cũng ok nha, ghép 6 tháng ha cả nhà. Nút nụ lên trơn nha. Nhỏ chỉ lên. Dạ, đó thấy rõ của chú anh chị mình, rất là nhiều nụ luôn. Này bao mạnh khỏe cho mình nha chú anh chị. Dạ rồi, 6.8 triệu cả nhà mình ơi. B4. Mã số B5 ha. B5 cây giảo nhĩ của chú anh chị mình này. Cây giảo nhĩ ha. Cái này Tết gặp tôi. Chị Ngân quay đế xong đi ngồi cho chị Ngân có cái nụ hết hồn. Rất tươi quý nha cả nhà. Tươi quý nó lại lên nụ lắm của chú anh chị mình ơi, chị Ngân coi nè. Trời ơi nó một nụ rồi nó kẹo kéo luôn cả nhà. Quá trí luôn ha, cây này là Tết là xuất sắc cả nhà ơi. Gốc tứ quý của chú anh này chị có tết hoa rồi của chú anh cây chị. Cây này em vô chậu đẹp cho mình nè, chậu này chậu mới của chú anh chị. Để ngoài mưa á, cát nó văng chậu này chậu tàu chú anh chị nè, chậu này mất tiền á. Chậu chuyên dụng cho cây bonsai của chú anh chị. Cây này khá đẹp, gốc ngọn còn có xíu chừng. Đấy. Đế nè. Gốc ngọn bên đây, đi gốc ngọn nè. Còn chín nó của chú anh chị, còn chín nó có 10 à. Ừ. Nhà xíu. Quành này được 24.5 tính 24 luôn. Dạ rồi. Cây này không có lỗi lầm lắm nha cả nhà. Tổng đế là 100 đúng rồi. Quá đẹp. Cây có duyên ghê luôn. Đang nằm trong chậu 4.5 luôn. Ừ. Chiều cao được 83. Tán ngang là được 76. Rồi. Rồi cây giảo như ý ghép bút tứ quý này mà số B5 em vô luôn mình giá 7 triệu em bao phí ạ. Dạ 7 triệu cây này cả nhà ơi, bao ship ha. Thì clip này có hai cây nữa cô chú mình lấy cặp ha, vườn hiện sang cái tới à, để giá yêu thương mình luôn cả nhà. Lấy cặp em bớt nha cô chú anh chị mà. Dạ. Nói chung là cây nào cũng vậy, cô chú anh chị cứ chọn một hai cây ha, là sẵn xe đi là em để giá thu nghị cho mình cô chú anh chị mà. Dạ. Hàng này hàng hiếm luôn cả nhà mình ơi, nó già cây lắm cô chú anh chị. Tiếp theo hết cả nhà. Tiếp theo là cây mã số B6 của chú anh chị mình này, một siêu phẩm ha. Giảo siêu nụ Bến Tre ha, cái cây này đầu tháng 11 12 nó lên nụ nhìn thấy cái ghiền của chú anh chị mình. Giờ lên nụ kim li ti à. Dạ, hôm nay là lên hàng cực phẩm không hay nha. Cây này là một cốt nữa chú anh chị. Trời ơi, giót ngọn nó xíu chị ơi, nhưng mà đặc biệt chị cành đóng đều tứ diện luôn ha. Dạ. Tiếp bo nhiều quá trời không được điểm luôn. Nó khủng khiếp lắm cả nhà, một cái chỗ nhỏ này ghép tới hai bo ha. Cái cây này là em vô dây từ nhỏ ha nên cô chú anh chị bây giờ mình tháo kẽm ra là nó cũng y giữ y nguyên hiện trường cô chú anh chị. Cả nhà. Bao đẹp cây này luôn nè. Tại ghê ha. Cái nồi đế à, một nồi đế ớ không? Dạ. Đang nằm trong chậu 5.5 chậu 6 chú anh chị nè, chậu khá bự nha, khá nặng luôn. Có một số cây nha. Hoành là được 30. 30 hoành. Cố lên, sát như cây ạ. Rồi. Tổng củ của nó là 100 đúng. Ai mà nụ mà qua nó mới sợ. Khó khăn 26. Đúng là dòng siêu nụ nó dữ vậy. Chỉ có tiếng vô chiều thôi. Cao là được 84. Tán ngang của nó là được 1m10. Quá rồi. Đẹp cây này luôn. Bao phê. Rồi cái này vô luôn mình với giá là 3.7 triệu em bao phí ha, ship xe khu vực Vũng Tàu lại. Rồi, cái này cực đẹp nhau chứ anh chị, mình thấy cái tàn tàn hết phê đó. Quá đẹp cô chú, ai yêu thích cái dòng giả siêu Bến Tre mình alo cho chị Ngân ha. Mã mấy chị Ngân? B7 của chú anh chị mình. Rồi B7 luôn ạ.
một cây nhĩ ngọc toàn ha. Cây này cây đầu dòng rồi chứ, nên có cốt bên đầu dòng cốt dưới cũng bự rồi, khỏi cần cốt trên, được chưa? Anh thấy chị. Trên cốt của nó bự lắm rồi, đặc biệt là cái này phôi vườn xứ Bến Tre luôn cô chú anh chị mình này. Cái này già muốn lên sần sùi ra tóc này. Chỗ này nè, nó lên da, nó lên u ha, giống như sù trứng cái nhà, nó lên cục cục cục. Này có hai cái chân, cây này có hai cái chân lớn cười chị. Ở đây nhìn khoẹt cái lỗ. Cái này nó mạnh, nó gọt ở đây xong rồi nó kéo nè, chút liền của chú anh chị này nè. Như cái này nó nhỏ nó liền trước nha. Dạ. Sau này nhìn y là cục nu sù nha. Nhìn nó lạ hay của chú anh chị. Hai cái chân lực quá cây nè. Đó. Hai cái chân lực dễ sợ. Nhiều toàn của chú anh chị này. Nút nụ gì nè. Nút nụ nè. Giữ vàng nút nụ luôn, cái cây đầu nụ nó mạnh lắm của chú anh chị mình ơi. Nó bùng ha. Một cái là được trời. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái dòng mai đột biến nha. Cây ra bốn màu ha thì ủng hộ em cây này nha. Nên chuẩn bị có mặt hoa cho cô chú anh chị mình tham khảo nè. Quá đẹp cây này luôn. Nhị ngọc toàn. Em để em gọi cái cốt của chú mình coi cái đầu không số này cả nha. Cái cốt ở trên nó đã liền đầu luôn nha cô chú anh chị nè. Ghê chưa? Này, hoành vị trí này em ra là được 37 hoành của chú anh chị. 37 hoành hết cô chú. Rồi. Cây này cũng duyên cây. Tổng đế của nó là được 90. Dạng thân cô chú anh chị. Dạng thân có duyên. Khó khăn em nó là được 48. Rồi nếu quên rồi chị cao dưới rồi. Cái này là mít 10 chứ. Ừ. Lại nhiêu? Đó là chắc cỡ mình tính mít 2 đi chị ơi. Mít 2 của chú anh chị. Dạ. Cái này chị cần nó nhạo tên của chú anh chị mình tại vì cái hàng già mùa ha. Toàn vụ của chú. Cái này là của chú anh chị chốt, cái này xứng đáng hàng đầu dòng nè. Tán ngang của nó là được 1m1 luôn. Rồi. Quá đẹp cây này luôn. Rồi, cây nhị ngọc toàn mã số B7 này giao lưu mình giá là 7.3 triệu em bao phí ha. Dạ. Cái này phôi vườn đặc biệt bao rẻ bao đẹp cho mình luôn. Cái này là ghép đời đầu cả nhà, có thể nói là cắt bo từ cây mẹ của chú nên là mình muốn sưu tầm cái hàng hổm này mùa, hổm này của chú anh chị nó ở đâu mà ra đời đầu ngọc toàn đời đầu hoài này em cũng đi sưu tầm lại nha cô chú anh chị mình ơi, vườn này vườn kia á. Nhưng mà vườn nào á là chất lượng lắm cô chú anh chị ơi mới dám sưu tầm nha cả nhà. Bao hàng chuẩn giống cho mình 100% cô chú anh chị yên tâm ha. Nói chung em ít có bán giống là lạ lắm, bán là em bao giống cho mình ha. Tại khu đây là làng nghề của chú anh chị ơi, nhà nào cũng làm hết ha. Cây này cái chú duyên lắm chị ơi. Nó đứng eo eo là như vít nè. Như là cái vít ha. Nè, có dáng ưỡn ngực nè. Nó dặn thân á chị ơi, nhìn xa nó cưng á. Nói chung là ok. Lên quá dạ. Sùi cái này quá đẹp. Rồi, 7.3 triệu ha. Nhìn tay luôn, 7.3 triệu. Rồi. Mã số mấy chị ơi? B8 của chú anh chị mình nè. Một cây siêu ông mình lại phôi vườn ha. Trời ơi cái đế nó cả nhất. Cái này nhất bao ghế cho mình luôn nè cô chú anh chị mình ơi. Bao quái bao đẹp luôn nè. Trời ơi cái phôi nó già chị Ngân ơi. Phôi già, nói chung là phôi vườn mấy chục năm rồi chứ không phải phôi Long An hay Tiền Giang không chú anh chị mình. Ở đây em bán hàng em bán phôi nào thì em báo phôi đó ha. Yeah. Chú chị yên tâm ha. Thấy vậy chứ mấy chục năm rồi chị Ngân coi nó lên nè. Và cám và cấp hết trời nè. Thường là đạt một cái thời gian cố định như vậy nhất định luôn của chú anh chị thì cây nó mới lên sần sùi nha. Chị Ngân chứng tỏ là nó già cả nhà. Hàng ghép 12 tháng chị Ngân coi cái cốt của nó nè. Dạ, một năm hết cô chú anh chị, một mùa. Quá trời cái cốt của cô chú anh chị mình ơi. Cái cây này nhìn nó cưng, nhìn được cô chú nhìn biết ngay gông lá ở trong. Cốt. Nó rất là đáng sưu tầm cả nhà, nó nhạo cốt cành nó trơn của chú anh chị ơi, nó như một cái nón lá thu nhỏ nha. Cái này tôi quý chơi không lại rồi. Nhìn xa tưởng nó quý không ạ? Đâu biết đâu. Cây này nhìn ghế nó cắm xuống nha. Coi lên gồng cái này nó nằm nó lên gồng bao đẹp cái này luôn. Ủ đều hết trơn luôn ha. Mà đặc biệt là cái rễ nó giống như là nó có muốn có lọc trứng của cái chỗ tròn tròn. Cổ nè, đo tuốt trên ha. Cái cổ là được 24 của chú anh chị mình. Rồi là xuống dưới cái này. Cái giấc ngọ được 24. Chỗ này đi chị không? Này, chỗ này là xong cái đo dưới một cái nữa. Cho nhiều chú 41 hoành đúng vị trí này là 41 của chú anh chị. Còn đo đây ha. Rồi trên cái cổ xuống chút rồi. Xuống đó này giống 25 rồi. Xuống chút. Ừ chỗ đó là đúng rồi. Giữa nó khe đó. 37, 38 quành. Nâng cây ha cô chú. Cũng ok lắm đây nha. Cái bệ hết hồn chưa ơi. Cái giữa là như là 62 à. 62. Tổng đế được ha. Tổng đế cây này 111, 910 thôi. Dạ. Như vậy còn nữa nè. Đo hào hạ cho chú chị mình biết là nó kích cỡ nào hả cô chú. Rồi dân coi nè, dưới này còn đế nè chị ơi chứ không phải hết đế nha. Dạ. Cục cục luôn. Cây này quá trời đẹp rồi chị ơi. Tổng đế của nó 125 một chú anh chị mình nè. Quá đã ha. Cái này bao đẹp luôn. Em phải cái lên gông nó già, cây mới lên gông thế này của chú anh chị chứ không phải hàng non mùa ha. Cái này chị Ngân chưa thay chậu ha, phải thay chậu cái là hết ý luôn. Sang chậu đẹp nó sợ của chú anh chị ngán tiền nên để chậu gì. Dạ, chiều cao là được 82. Nụ lên chi chích luôn rồi. Quá trời. Tán ngang là được 86 luôn. Dạ rồi, cây mã số B8 này siêu bông mình lại em vô luôn mình với giá là 13 triệu ha. Tiền nào của đó của chú anh chị mình ơi. Đúng rồi. Cái hàng này kiếm không có ra ha, đặc biệt là phôi vườn ha. Em giao xe khu vực Vũng Tàu lại. Dạ.
siêu chất lượng nha cả nhà ơi. Bao đẹp cái này luôn. Cái này đẹp lắm cô chú ha. Những cô chú anh chị mình mà chuyên về sưu tầm những cái hàng độc lạ. Chị coi nè, chị coi nè. Đó, nãy em có quay á, khủng khiếp luôn á. Quá trời nước nụ luôn, hàng chất lượng. Nụ lên đẹp khủng khiếp. Cây này nụ chuẩn nhất nè. Nó tầm này của chú anh chị nó siêu chuẩn luôn á. Quá trời quá tí à. Rồi. Cuối clip ha chị ha. À, đúng rồi, hôm nay em lên 8 mã ha. Mã số B8 là số cuối clip của em ha. Cuối clip em xin chân thành cảm ơn cả cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi xem clip. Hy vọng cô chú anh chị cho được cây ưng ý ủng hộ cho dừa. Rồi xin chào chú anh chị ạ. Rồi em chào tạm biệt cả nhà và em hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo của em ha. Mã số B5 ha. B5 cây giảo như ý của chú anh chị mình nè. Cây giảo như ý ha. Cây này Tết gặp tôi. Chị Ngân quay đế xong đi ngồi cho chị Ngân có cái nụ hết hồn. Rất tươi quý nha cả nhà. Tươi quý nó lẹ lên nụ lắm của chú anh chị mình ơi. Chị Ngân coi nè. Ôi ôi nó một nụ nó kẹo kéo luôn cả nhà. Quá trí luôn ha. Cây này là Tết là xuất sắc cả nhà ơi. Gốc tứ quý của chú anh chị. Có tết hoa rồi của chú anh chị. Cây này em vô chậu đẹp cho mình nè. Chậu này chậu mới của chú anh chị. Để ngoài mưa á. Cát nó văng chậu này chậu tàu của chú anh chị nè. Chậu này mất tiền á. Chậu chuyên dụng như cây bonsai của chú anh chị. Cây này khá đẹp. Rất ngọn còn có xíu chừng. Đấy. Đế nè. Rất ngọn bên đây. Đây rất ngọn. Còn chín nó của chú anh chị. Nhận chín nó có 10 à. Ngày xíu. Quành này được 24,5 chín 24 luôn. Dạ rồi. Cây này không có lỗi lầm hết nha cả nhà. Ổng đế là 100 đúng rồi. Quá đẹp. Cây có duyên ghê luôn. Đang nằm trong chậu 4,5 luôn. Chiều cao được 83. Tán ngang là được 76. Rồi. Rồi cây giảo như ý ghép bút tứ quý này mà số B5 em vô luôn mình giá 7 triệu em bao phí ạ. Dạ 7 triệu cây này cả nhà ơi, bao ship ha. Thì clip này có hai cây nữa cô chú mình lấy cặp ha, vườn hiện sang cái tới để giá yêu thương mình luôn cả nhà. Lấy cặp em bớt nha cô chú anh chị mà. Dạ. Nói chung là cây nào cũng vậy cô chú anh chị cứ chọn một hai cây ha, là sẵn xe đi là em để giá hữu nghị cho mình cô chú anh chị mà. Dạ. Hàng này hàng hiếm luôn cả nhà mình ơi, nó già cây lắm cô chú anh chị.